Xin chào tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ nói về các thuật ngữ nha khoa. Phần đầu tiên. Đầu tiên là nói về hàm trên và hàm dưới. Thì sẽ có danh từ. Hàm trên là gì? Maxilla. Sổ nhiều là maxillary. Tính từ sẽ là maxillary. Và nếu trong trường hợp các bạn không sử dụng thuật ngữ chuyên ngành chỉ để nói một cách thuần túy, thì nó có thể sử dụng chữ upper. Đối với hàm dưới, danh từ sẽ là mandible, tính từ là mandibular. Và tương tự như vậy, nếu như không sử dụng thuật ngữ chuyên ngành thì có thể sử dụng chữ lower. Các bạn lưu ý về cái trọng âm nó sẽ thay đổi. Ở danh từ của chữ hàm trên thì trọng âm rơi vào âm thứ hai, tính từ thì rơi vào âm thứ nhất. Ngược lại đối với hàm dưới, danh từ trọng âm rơi vào âm đầu tiên, còn tính từ thì trọng âm rơi vào âm thứ hai. Một số ví dụ như là răng hàm trên, maxillary teeth hoặc là upper teeth, răng hàm dưới, mandibular teeth hoặc là lower teeth, cung răng hàm trên, maxillary arch hoặc là upper arch, cung răng hàm dưới, mandibular arch hoặc là lower arch. Tiếp theo là cái khái niệm về đường dựa và góc phần tư. Thì cái đường dựa nó sẽ là midline và cái góc phần tư là quadrant. Cái góc phần tư là nó sẽ được chia ra bởi cái đường dựa và tùy theo hàm trên và hàm dưới như vậy thì toàn bộ cái cung răng hai hàm thì sẽ được chia ra làm bốn cái góc phần tư. Tiếp theo là tên gọi của các hệ răng. Chúng ta có hệ răng sữa, hệ răng vĩnh viễn hoặc là hệ răng hỗn hợp. Thì cái chữ hệ răng đó là chữ dentition. Tiếp theo chúng ta sẽ có hệ răng sữa thì nó sẽ là deciduous dentition. Và nếu như trong trường hợp các bạn không sử dụng cái từ chuyên ngành thì có thể sử dụng chữ primary dentition. Các bạn cũng có thể gặp cái từ này trong các sách giáo khoa, người ta cũng sử dụng cái chữ này thông thường, thỉnh thoảng để cho nó dễ hiểu đơn giản hơn. Đối với hệ răng hỗn hợp thì nó sẽ là permanent dentition. Và hệ răng hỗn hợp thì được dịch, cái từ tiếng Việt nó được dịch rất là sát, đó là mixed dentition, có nghĩa là hỗn hợp giữa răng sữa và răng vĩnh viễn. Để gọi là răng sữa thì sẽ dùng cái từ giống như là trong cái từ của hệ răng sữa thì nó sẽ là deciduous teeth. Trong trường hợp không sử dụng thuật ngữ chuyên ngành thì có thể là primary teeth hoặc là baby teeth hoặc là milk teeth. Nó rất là thuận tiện trong trường hợp nếu như các bạn phải nói chuyện với bệnh nhân thì sử dụng những cái thuật ngữ như vậy, người ta sẽ dễ hiểu hơn. Hoặc là đối với răng vĩnh viễn thì sẽ là permanent teeth. Các loại răng thì như bạn biết trong tiếng Việt sẽ có là răng cửa, răng nanh, răng cổ nhỏ. Còn nơi thì gọi là răng tiền cổi hoặc là răng tiền hàm. Nó ta có răng cổi lớn hay còn nơi gọi là răng hàm lớn. Vậy thì cái từ tiếng Anh tương đương là gì? Các bạn để ý, đây mình sử dụng, mình để là số nhiều. Nhưng cái phiên âm thì mình vẫn để cái dạng phiên âm của từ số ít. Nếu vào số nhiều thì các bạn cứ thêm s, cái âm z vào thôi. Thì khi mình đọc thì mình cũng sẽ đọc cái dạng số ít nhé. Ví dụ như chữ răng cửa thì sẽ có là incisor, răng nanh thì là canine. Một số sách các bạn sẽ thấy bắt gặp cái từ là cuspid thì các bạn hiểu đó là đồng nghĩa với canine. Răng cổ nhỏ thì sẽ là premolar, hoặc một số sách sẽ sử dụng là bicuspid. Cái chữ cusped nó có nghĩa là mũi răng. Thì như vậy canine có thể hiểu là răng mà có một mũi. Và cái premolar hay là răng cổ nhỏ thì nó là răng hai mũi, đó là bicuspid. Và răng cổ lớn thì sẽ là molar. Chúng ta có thể gom răng cửa và răng nanh gọi là cái nhóm răng trước. Răng cổ nhỏ và răng cổ lớn thì được gọi là nhóm răng sau. Vậy thì nhóm răng trước từ tiếng Anh sẽ là anterior teeth. Anterior có nghĩa là phía trước. Thì nếu như sử dụng từ thông thường thì nó sẽ là front teeth. Cái nhóm răng sau sẽ là posterior teeth. Chữ posterior nó cũng có nghĩa là phía sau. Cái từ thông thường sẽ là back teeth. Bây giờ đi vào tên gọi của từng loại răng cụ thể. Răng cửa giữa
central incisors. Thì cái central nghĩa là ở giữa, răng cửa bên là lateral incisors, thì cái lateral cũng nghĩa là phía bên. Thế là răng nanh là canine, giới thiệu rồi. Răng cửa nhỏ thì sẽ có răng cửa nhỏ thứ nhất và răng cửa nhỏ thứ hai, thì sẽ là first premolar and second premolar. Răng cổi lớn thì sẽ có răng cổi lớn thứ nhất, răng cổi lớn thứ hai và răng cổi lớn thứ ba, thì sẽ tương tự như vậy, nó sẽ có là first molar, second molar and third molar. Các bạn cũng có thể nghe cái từ đó là răng 6 tuổi hoặc là răng 12 tuổi, thì nó tương đương với 6 year molar and 12 year molar. Cái răng cổi lớn thứ ba hay còn gọi là răng khôn thì nó là wisdom tooth hoặc là wisdom teeth nếu như nó là số nhiều. Bây giờ áp dụng tất cả những cái gì đã học thì làm sao để gọi cái tên của một cái răng trong cung hàm. Ví dụ đây là răng cổi lớn thứ nhất, hàm trên bên phải, thì sẽ là maxillary right first molar. Đầu tiên sẽ nói nó là hàm trên hay là hàm dưới, maxillary or mandibular. Sau đó sẽ là bên trái hoặc bên phải, right or left. Và sau đó là tên của răng. Vậy thì cái ví dụ thứ hai, các bạn sẽ thấy đây sẽ là răng cổi nhỏ thứ hai, hàm dưới bên trái, thì sẽ là mandibular left second premolar. Trong thực hành nha khoa, nếu như gọi một cái tên răng đầy đủ mà dài dòng như vậy thì nó sẽ rất mất thời gian. Cho nên người ta sử dụng cái hệ thống đánh số hoặc là ký hiệu răng, đó là numbering systems. Thì có khá là nhiều các loại system khác nhau. Cơ bản có hai cái loại thường sử dụng nhất là universal numbering system và cái thứ hai là FDI system. Thì cái universal numbering system thường được sử dụng ở Mỹ. Cái hệ thống FDI system thì được sử dụng tại Việt Nam và một số các nước châu Âu. Thì ở trong cái video này mình chỉ giới thiệu cái hệ thống của FDI thôi, vì đó là cái mà mình được giới thiệu, mình sử dụng tại Việt Nam. Thì cái hệ thống của FDI, đó là một cái hệ thống ký hiệu hai số, binomial system, hệ thống hai số. Số thứ nhất dùng để chỉ cái góc phân tư. The first of the two numbers identifies the quadrant. Cái số thứ hai nó sẽ chỉ xác định cụ thể một cái răng trong góc phân tư đó. The second number identifies the particular tooth in the quadrant. Mọi người làm thử hai cái ví dụ minh họa. Các bạn có thể bấm dừng video ở đây để làm bài tập trước khi mà xem cái đáp án. Ví dụ thứ nhất đó là răng 18. Thì nếu như bạn nói bằng tiếng Anh thì nó cũng sẽ là tooth 18. Không có nói là 18 nha, vì nó sẽ khác. Nếu như mà các bạn đọc 18, người ta sẽ dễ nhầm lẫn đó là hệ thống universal numbering system. Bởi vì universal numbering system nó được đánh số liên tục từ 1 cho tới 32. Cho nên cái cách gọi tên của nó, người ta sẽ gọi nguyên một số vì nó là cái số thứ tự, số đếm. Trong khi nếu như các bạn đọc là 18, thì đó cũng là cái cách tiếng Việt mình đọc mà là răng 18. Cho nên nếu các bạn đọc bằng tiếng Anh thì nó cũng sẽ là tooth 18. Thì người ta sẽ biết là các bạn đang sử dụng hệ thống của FDI. Như vậy nếu các bạn muốn gọi răng 18 thì nó sẽ là răng nào? Nó là răng cổi lớn thứ 3, hàm trên bên phải, và cái số 1 nó ám chỉ đó là răng vĩnh viễn, đúng chưa? Nó sẽ là permanent maxillary right third molar. Như vậy các bạn sẽ thấy là đầu tiên sẽ nói là răng vĩnh viễn hay răng sữa, tiếp theo là hàm trên hay hàm dưới, bên trái hay bên phải, và cuối cùng là tên loài răng. Ví dụ thứ hai, tooth 72, thì nó sẽ là răng sữa, như số 7 là biết là răng sữa. Nó là răng cửa bên hàm dưới bên trái, deciduous mandibular left lateral incisor.
Như vậy trong cái video này mình đã giới thiệu về hàm trên, hàm dưới, răng sữa, răng vĩnh viễn, tên gọi các loại răng và cách gọi một cái tên răng cụ thể bằng tiếng Anh. Hy vọng các bạn thấy video này hữu ích. Nhớ like video và subscribe to the channel so you can see more videos in the future. See you!